Thùy Dương xin kính chào quý vị Ủa, kháng tiếng rồi ta Lần đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn tới quý vị nha Nói quá trời luôn mà nói đến kháng tiếng luôn bà con Thùy Dương hy vọng rằng là cái cái tiếng nói của Thùy Dương nó không quá nhỏ Đối với bà con nha Hôm nay Thùy Dương ráng tập làm sao nhỏ nhẹ, dịu dàng Lấy lại cái sự nết na của gái Long An mới được Không thôi bị bị nói quá Dương lên nhìn Dương dữ quá Dương ơi Dương không thùy mị gì hết Gái Long An gì mà Nói chuyện lớn tiếng quá Dạ <laughs> yeah. Chứ vô nói anh hồi cứ nhỏ quá Dương ơi Nhỏ quá không nghe được hoài Là em nhỏ la muốn chết La xong rồi cái Làm xong cái buổi nói chuyện đó Tắt cái diễn đàn Tắt livestream xong là ngồi thở <laughs> Ngồi thở muốn chết cái gì Thở dữ lắm mệt cho nên quý anh chị thông cảm tại sao thì dương nói lớn tiếng nói lại nghe chát lỗ tai nếu mà nó lại nghe chát lỗ tai quá quý anh chị giảm âm thanh ông oh, giảm âm lượng của cái cái truyền hình hay là cái máy cái laptop hay là cái điện thoại xuống cho đỡ điếc lỗ tai nha dạ bây giờ thì dương cũng uh, giảm cái volume xuống luôn cho quý vị đỡ rồi sợ quá tiếng dương nói sợ quá dạ thì hàng ngày quý anh chị thì dương nhận rất là nhiều cái tin nhắn của các bạn nhất là những người bạn trẻ thì thù dương thấy có một cái nội dung khá là hay và đặc biệt nội dung này được viết bởi một người bạn trẻ người bắc nữa quý vị thì dương hy vọng là sẽ không làm mất thời gian của quý vị thì dương mời quý vị coi cái nội dung này Vì cái sự an toàn của người bạn trẻ Cho nên là Thùy Dương phải che những cái tên những cái thông tin liên quan tới bạn đó cho nên quý anh chị thấy thì dương quệt 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 lên thì bạn này á ngay cái thời điểm mà thì dương làm cái video á thì bạn này đang gửi cho thì dương một cái nội dung khá là dài đó cho nên khi thì dương chụp lại nó thông báo là hoạt động một giờ trước có nghĩa là bạn đó gửi tin nhắn cho thị dương mới đây thôi hello chị dương have a nice day em gì à? xin phép kết nối dùng em trước đó ạ. À. Rồi. Tiếp theo như quý vị. Thực sự sau nhiều năm hoạt động, giờ em chỉ muốn rời khỏi nơi đây để thời dương có nó chạy nhanh quá để coi có thời dương coi sao. Cho nó chạy. Ờ. Thực sự sau nhiều năm hoạt động, giờ em chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Chi tiết là em vẫn chưa tìm được công ty sẵn sàng sponsor cho em, em không muốn đi bằng đường Bất hợp pháp như nhiều người đang trốn Em cũng có vợ Muốn đàng hoàng bước ra thế giới Dân trí ở trong nước thì quá thấp Công việc cho người lao động thì thiếu Lương thấp mà toàn việc là tạo lao Chế độ tồi bại toàn là ngáo sư Thiến sĩ Tiên sư, khạc sĩ này Ngày càng làm em bức bối 2009 em được qua Mỹ Ở bất hợp pháp được gần 3 năm mà em đã nghe lời việt cộng để mà về việt nam đầu tư đó em cảm thấy mình là sai lầm giờ tìm đường đi học pháp khó vô cùng tiền ở trong nước làm không ra nhất là người không thể làm láo để giàu trên sự nghèo khổ của người khác nên em là em ngày càng nghèo nó tiếp theo nha quý vị đó thì anh chỉ thấy rằng là cái này nói dung nó dài lắm thì Dương thì Dương cho nó qua tới cái đoạn gần cuối đi. Dân Trí giờ tệ lắm chị ơi. Không nhận thức được như người hải ngoại vẫn làm tưởng đâu ạ. À. Mỗi lần đi ra ngoài nhìn văn hóa giao thông là đủ hiểu. Chưa kể cái thói sĩ diện, bốc phét, xạo, nổ, tào lao và sóng ảo nhiều vô kể. Đứa Ricky Choi thì lấy tiền nhà mua đồ hiệu khè thiên hạ Đứa ít tiền mua đồ pha ke hoặc vay tính chấp trả góp cố Để mà cho bằng bạn, bằng bè để khoe mẻ phong bạc Mấy đứa ăn, mấy đứa văn phòng công sở đó thì lương 5-7 triệu một tháng Cao thì 10-12 triệu Mà cũng bày đặt sống ảo này nọ Rồi ra vẻ coi thường người khác dữ lắm Gặp thằng nào phong bạc hay có vẻ có tiền là lại bu vô như rồi bu thịt á chị ủa phong bạc là gì ta nói chung là hai vợ chồng giờ mà thu nhập 22 đến 25 triệu đó, đi thuê nhà ở thì gọi là tạm đủ không có dư mà mua sắm điện thoại hay xe cộ đâu chị có con thì còn thảm nữa giờ vật giá trong ao làng tăng theo cấp số nhân chị ơi trời ơi quý vị nghe thấy tội không Đó. Mấy đứa nói phép một tháng 5 triệu là toàn lũ tào lao. Một người ở riêng thuê nhà tối thiểu phải 12 triệu mới tạm đủ. Xăng tăng, điện nước tăng. Phí thuê nhà tăng, thuế tăng. Các loại phí mới đẻ. Tào lao hầm bà lằn. Nói đúng kiểu anh Cú Ma Huy là mụ nội đổi chuối khô rồi. Bất động sản chết hết. Giờ còn mấy thằng phong bạc cho cố để bán nốt đất đai nhà cửa do trót ôm phải chứ trong nợ hơn chúa chổm đi đi may bách 10 tỷ ở nhà 50 tỷ mà đang nợ ngân hàng 4 đến 500 tỷ một đống làm bất động sản em biết ở Hà Nội đang vậy ở Hà Nội đó là người này, bạn này là bạn bạn trái người Bắc em rất nhục nhã khi bị sinh ra ở đây em bị mang danh bất kỳ 75 mươi Chính bản thân em toàn bạn người nước ngoài Rất hiếm bạn là người Việt Mà toàn ở Bảo Lộc, Tây Ninh, Sài Gòn Chứ ở Hà Nội gốc rất là ít Còn bạn bè bất kỳ em không chơi Nghe mấy tư tưởng của thằng Hồ Thằng Giáp là em mắc ói rồi Nghe mấy thành bất kỳ Bắc cộng bất kỳ con thiếu da đỏ nó xạo Nó tào lao là em bỏ luôn 4 năm rồi em không ra quán cà phê ngồi Cũng vì bị sợ nghe khoe của với bóc phét lắm thì đó là cái cái nội dung của một người bạn trẻ gửi cho Thùy Dương. Và Thùy Dương cũng có đi vào trong cái trang Facebook cá nhân của bạn mà Thùy Dương có coi. Thì mình thấy rằng là anh chị người trẻ Việt Nam sống có rất là nhiều người sống rất là lành mạnh, hiểu biết, có lý tưởng. Nhưng mà Thùy Dương cũng đã từng mở một vài cái video anh chị thấy ngay cả cái anh Tây ấy, ảnh đến Việt Nam thôi mà anh đã biết được cái sự khác biệt rất là lớn giữa cái cái lối sống về cái thái độ cư xử của Bắc 75 và những người miền Nam sau này cho dù miền Nam ngày hôm nay có bị cộng sản nó nắm quyền cai trị đi chăng nữa thì người miền Nam họ vẫn giữ cái 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 bản sắc riêng họ. Ví dụ như chị nhìn Thùy Dương Thùy Dương vẫn là gái Long An. Nó vẫn còn cái gì đó nói chuyện không có cái kiểu mà gọi là mất dạy. <laughs> không có kiểu mà khó ưa không không có bị lai căng hoặc là nhiễm cái văn hóa của việt cộng thì dương thấy có nhiều bạn ở trong miền nam cách gọi là một cân đường tại sao anh chị phải gọi một cân đường tại vì sao mình nhiễm cái văn hóa bắc Cộng mình nói một ký đường được không được mà nói một ký đường thì mình đừng nói một cân một cân tôm một cân này kia nọ một ký đường thì mình xin chào quý bà con cô bác đi mình đừng mọi người ơi mọi người ơi cái từ ngữ đó mình nghe nó nó không có sang nó không có hay à, xin chào quý vị bà con cô bác đi ha xin chào quý bà con cô bác vậy đi mình đừng mọi người ơi mọi người ơi bỏ cái đó đi Nó không có hay nữa thì mình kêu như vậy mình không có tôn trọng khán giả của mình nó không có hay thì dương xin chào bà con nha ví dụ vậy hoặc là tôi chào bà con nha Tôi chào bà con khép, à, đừng có ạ, à, mình, à, bà con có nghe không ạ, à, không? cho nên là khi mà Thùy dương lên diễn đàn làm học hỏi cũng khá là nhiều. một cái vấn đề ở đây là quý vị kiên nhẫn với những cái lớp người sinh sau như tuổi thị dương, thị dương rất là cảm ơn. không à, mình đưa ra những cái sai và mình hướng dẫn các bạn cái cách để mà sửa sai. ví dụ thay thay gì bây giờ các bạn đó nói là tại sao cứ phải mọi người ơi mọi người ơi thay vì mình nói mọi người ơi thì mình thay bằng là à, chào quý bà con cô bác đi thì họ khi mà họ bỏ cái từ mọi người ơi thì họ sẽ có cái từ khác để mà thay thế liền dạ rồi nhưng mà cái nội dung chính ngày hôm nay là thì dương không phải nói tới những cái cái chuyện mà về cách dùng từ ngữ không vì ảnh hưởng văn hóa bắc bắc cộng mà cái chính ở đây là nó nằm ở chỗ này nè quý vị thì Dương ơi, mời quý vị coi cái này Thì quý vị sẽ hết hồn Thì Dương mời quý vị phụ với Thì Dương Ý trời ơi tự nhiên quý vị nói Ôi trời 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 Sao mà Thì Dương tự nhiên để hai cái hình này Có ai đoán được cái ý đồ của tôi chưa Có ai đoán được cái âm mưu của tôi chưa Có ai đoán được cái thủ đoạn của tôi <laughs> Dương nói nghe thì ghê quá Dương ơi Dạ tại sao Thì Dương lại để hai cái người này Một là Ngọc Trinh Hai là công này ai cũng biết rồi phải không trong số quý anh chị có ai không biết Cái ông này không Tự nhiên bây giờ để cái ông này ngay đây Nó dướng cái logo TD3 TV rồi Thôi kệ hắn bà con à, Ông này nổi tiếng đó, trong cộng đồng người Việt Ở nước ngoài và ở tại Việt Nam Dữ dằn lắm hả nha Ông này nổi tiếng cũng không muốn thua gì Ngọc Trinh lâu á Dạ ông này là ông Hoàng Duy Hùng Còn cái người kế bên là khỏi nói rồi ha Nữ Hoàng Nội Y Dạ tôi là tôi không có bú phem đâu nhưng mà cả hai nhân, nhân vật này Tuy cùng là người Việt Nam Nhưng mà nó khác nhau Nó khác nhau dữ thần không Ủa cái ông Hoàng Duy Hùng này Tại sao đằng sau lưng của ông là cái lá cờ Mỹ Với là lá cờ đó ngôi sao vàng vậy ta Sao kỳ vậy ta Dạ Thì cái cô mà cái cô Ngọc Trinh này nè Thì dân gọi là em đi Em Ngọc Trinh đi Em Ngọc Trinh này sống dưới chế độ không Sống dưới sự cai trị Của đảng Cộng sản Sống trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Và tôi đã từng sống ở đó mà Thì em Ngọc Trinh là công dân Của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. Còn ông Hoàng Duy Hồn này Thì đến tính đến thời điểm này Thì Dương không xác định được Là hiện tại ông có là công dân Của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay không Nhưng mà điều chắc chắn Một điều là ông này là công dân Của nước Mỹ Ông này là người Mỹ ở góc Việt. Và nếu mà đi ngược về trong quá khứ thì ông Hoàng Duy Hùng là một người chống cộng nổi tiếng và có những cái hoạt động trong cộng đồng người Việt tị nạn ở tại Mỹ và có những cái uh, vai trò rất là quan trọng. Thời trước Thùy Dương không có, Thùy Dương nó làm cái này vài lần rồi cho nên Thùy Dương không có Đi tìm kiếm lại thông tin đó nữa Không có thời gian quý vị Thì thị Dương phân tích như thế này Thời gian sau này đó Thì ông Hoàng Duy Hùng Đã rời Mỹ Để mà về Việt Nam Đi đi và về Và thường thường hay dùng cái lá cờ đỏ sau vàng Để làm cái hình ở đằng sau Cũng giống như Thùy Dương Thùy Dương dùng cái lá cờ Cờ vàng ba sọc đỏ để Ở đằng sau Không phải Thùy Dương để cờ vàng ba sọc đỏ đâu Thùy Dương để hình nền này cũng được vậy không, thì Dương để hình gì cũng được hết. Nhưng mà thì Dương để hình cờ vàng ba sọc đó là để cho những người bạn trẻ theo dõi cái trang YouTube của thì Dương họ nhìn vào cái lá cờ vàng ba sọc đó để họ biết rằng cái sự hiện hữu của lá cờ vàng ba sọc đó đó tại ngay Miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 để cho họ quen, họ nhìn họ quen với cái lá cờ vàng ba sọc đó đó. Có nhiều người nhắc nhở thì Dương là tại sao thì Dương làm, thì Dương không để cái background hình lá cờ vàng ba sọc đó. Bị tấn công Nói tôi là lên là lợi dụng cờ vàng đâu Lỗi gì <laughs> Không đó, Thì Hoàng Duy Hùng đã để cái hình lá cờ đỏ Ngôi sao vàng Ở đằng sau Trong mỗi cái buổi phát uh, Làm video của mình đó. Thì uh, Thì dù nó dài dòng quá Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này Tại sao Hoàng Duy Hùng Là một người Mỹ gốc Việt Hoàng Duy Hùng đã từng chống cộng ở mỹ tại sao hoàng duy hùng đã từng đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà tại sao hoàng duy hùng có thể trở về việt nam một cách an toàn và có thể đi đi về về thậm chí nghe nói tôi nghe đồn thôi mà nghe đồn này không biết chính xác không cho nhiều khi tôi thấy tôi cũng tào lao nghe đồn mấy anh chị biết có nhiều người mà có theo dõi ông này đó thì cho Thùy dương biết với phụ với tám với là ông này ông về việt nam ông mua nhà ở ngoài hà nội đó mà nghe đồn nữa là nghe vợ của ông ấy là người ở ngoài thì tôi không biết chính xác thì cái chuyện mà nghe đồn là mua nhà ở ngoài hà nội hay là có vợ người bắc thì cái này cần quý vị cứu bồ tôi biết là có nhiều người lãnh hơn tôi tại vì thùy dương đâu có thời gian đâu mà mà, mà, mà đi tìm hiểu mấy cái, cái cái vụ riêng tư cá nhân cho quý anh chị mà biết cho thùy dương nhưng biết giới giúp bộ phụ tôi với nhau quý vị thì thùy dương quay về cái chuyện là Hoàng Duy Hùng là một người đã từng sống trong cộng đồng người Việt tị nạn. Mà tại sao Hoàng Duy Hùng lại đi về Việt Nam làm thân với Cộng sản, làm thân với những cái chính trị gia, những cái con người Cộng sản. Ví dụ như ông Phạm Thanh Sơn, là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao ngày trước. Tôi coi mấy cái video mà ông Hoàng Duy Hùng này nè, đi về Việt Nam, lâu rồi mấy video đó cũng lâu lắm rồi. Trời ơi! vô nhà của ông Phạm Thanh Sơn đốt nhang xá xá trên bàn thờ rồi giống như là muốn quỳ lại ông Phạm Thanh Sơn vậy trời tôi coi mấy cái hình đó tôi nói trời sao mà ông Hoàng Duy Hùng này ông ông làm cái trò gì vậy trời mình hiểu không được là một người Việt Nam đi tị nạn gia đình của ông Hoàng Duy Hùng là đi tị nạn cộng sản quý vị sau ngày 30 tháng 4 1975 mà cuối cùng thì Hoàng Duy Hùng đi trở về Việt Nam cái vấn đề nó nằm ở chỗ là tại sao cộng sản nó có thể để yên cho hoàng duy hùng đi đi và về vậy cộng sản nó thấy ở hoàng duy hùng có cái gì để nó lợi dụng có chứ quý vị chắc chắn là có chứ quý vị có có, có thể nào quý anh chị bình luận xuống giùm cho thùy dương được không có mà có cái gì mới được ngay bây giờ ngọc trinh mấy bữa nay chắc ngọc trinh ở trong trại giam chắc cũng hát xì dữ lắm nè tại vì có nhiều người kêu tên cổ quá trời ngay cả tôi hồi trước tới giờ có khi nào tôi nói nêu tên của cổ đâu chưa bao giờ ít khi nào thì dương nói tới ngọc trinh lắm ít lắm mà hôm nay là trong lúc này thì dương nói hơi nhiều thì ngọc trinh là một người việt nam công dân của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mà ngày hôm nay Ngọc Trinh bị bắt Với một cái tội danh nó rất là tào lao xịt bợp Cái tội là gây rối trật tự công cộng Và bị xử phạt hình sự Bị, bị tạm giam 3 tháng Vô lý không? Bị vô lý, vô lý dễ sợ Là một người công dân Việt Nam Bởi vì lái xe mô tô có những hành động buông tay tại vì ta chạy mô tô thì ta buông tay chứ cổ lấy xe hơi cổ có buông tay đâu cô ngọc trinh này cổ có mấy chiếc xe hơi đẹp lắm mất tiền nữa có bao giờ cổ mà cổ chạy xe hơi mà cổ quay video là cổ buông tay không có gì tùy theo loại không tại sao mô tô xe hơi cổ buông tay được mà cổ không quay cổ buông tay mà mô tô tại vì cái kiểu mô tô nó cho người ta như vậy phải không cho nên là có cái đoạn video mà thùy dương đã cho làm ở những video trước là mấy cái tay công an việt cộng đó chạy trên những chiếc mô tô đứng trên mô tô chạo cờ vậy nè buông tay ra luôn cầm súng đứng trên mô tô cầm súng vậy nè buông ra chính họ là những người mà làm cho giới trẻ họ phải noi theo chứ phải ngọc trinh thì bắt ngọc trinh bởi cái tội là uh, làm nhiều video và gây ảnh hưởng tới lối sống của người trẻ cho nên bắt giam ngọc trinh 3 tháng không à, bắt giam một trên ba tháng chơi vậy đó cho nên có nhiều người cũng hay gẹo gẹo nói trời ơi mất trinh rồi ta mất trinh rồi rồi có nhiều người nói là chắc vô trong đó là để uh, em trinh này phục vụ cho ai đó này kia nọ mình cũng không biết nhưng mà mình thấy được là cái gì anh chị mình sống trong cái chế độ cộng sản đó rủi ro rất là cao lớn như vậy không lẽ hoàng duy hùng không thấy Hoàng duy hùng thấy không quý vị thấy nhưng mà tại sao tuổi việt cộng nó lại để cho hoàng duy hùng đi đi về về đi ra đi vô dễ vậy tại vì việt cộng anh chị nó cố tình nó làm như vậy đó để cho người việt ở nước ngoài thấy rằng đó cộng sản thay đổi rồi một người như hoàng duy hùng đã từng chống cộng kịch liệt như vậy đã từng hả đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng nắm giữ những cái chức vụ lớn trong mọi người việt tị nạn đã từng tạo niềm tin với biết bao nhiêu người không vậy mà ngày hôm nay cuối cùng thì hoàng duy hùng cũng phải quay về việt nam và thừa nhận đảng cộng sản việt nam là tốt và lá cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ của hoàng duy hùng mà trong khi ngày xưa ông ta đã từng đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mục đích là cái gì quý vị gây xáo trộn trong cộng đồng người việt gây nghi ngờ trong cộng đồng người việt và đồng thời à, cho những người trẻ trong nước biết rằng thấy chưa mấy cái đứa mà phản động ba que đồ ấy, là chỉ những cái đứa mà gọi là cuồng thôi những cái đứa mà chống cộng điên cuồng nó hoàng duy hùng là một người tên tuổi mà cuối cùng thì cũng quay về việt nam giống như ông nguyễn cao kỳ nó cho nên những cái người giống như nguyễn cao kỳ nguyễn ngọc lập hay là hoàng duy hùng chính là những cái con cờ phải nói là làm lợi cho cộng sản rất là nhiều trong cái công tác truyền thông đối với những người việt không quan tâm tới chính trị ở nước ngoài và đối với những cái giới trẻ tại việt nam tại vì Tụi cộng sản nó có đủ bằng chứng để chứng minh là hoàng duy hùng đã từng đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ để chống cộng. mà rồi cuối cùng thì hoàng duy hùng cũng quay về với đóng mặt kép mở mặt kép chính nghĩa là cờ đỏ sao vàng thì người dân ở trong nước á tụi cộng sản nó tuyên truyền thế nào một ngày nào đó mấy cái đứa chống cộng này cũng sẽ không cũng hả về việt nam đứng với lá cờ đỏ ngồi sao vàng thôi à đó ông Nguyễn Cao Kỳ là phó tổng thống mà cũng đi về Việt Nam đó rồi bây giờ tới ai ông Hoàng Duy Hùng cũng đứng với cơ bạn cho nên là người trẻ trong nước nó chờ không sớm thì muộn thì mấy người chống cộng như mày đâu mà cũng về Việt Nam thôi à cho nên là vậy vinh quang nhất vẫn là đảng tao vẫn là bác tao cho nên những người giống như tụi Thùy Dương ngồi nói chống lại những cái sự tuyên truyền của Việt Cộng là phê muốn chết Mà đâu phải là Hoàng Duy Hùng không thấy được là cái chuyện là công dân việt nam ở trong nước đó bị cộng sản bắt muốn bắt lúc nào bắt nhưng mà cái hơn của hoàng duy hùng là hoàng duy hùng có quốc tịch mỹ cho nên tôi nghĩ rằng đó là cộng sản chắc là nó không có ngu dại gì mà nó bắt một công dân có quốc tịch mỹ mà nó giam đâu với lại hoàng duy hùng ngày hôm nay đã về trong nước rồi và đã dùng cái lá cờ đỏ ngoài sao vàng để mà gọi là giống như là cái lá cờ đại diện cho ổng rồi chứ không phải lá cờ vàng ba và sọc đỏ nữa. Cho nên cộng sản nó sẽ không giải gì bắt một người có quốc tịch Mỹ như Hoàng Duy Hùng. Và đến ngày hôm nay thì vì cái giá trị của lợi dụng thì vẫn còn còn nhiều lắm. Thông qua Hoàng Duy Hùng những người khác thấy người ta sẽ đi về Việt Nam đầu tư nhưng mà ngày hôm nay công nghệ 4.0 rồi. nhiều người người ta nhận biết sự thật rồi ta biết được cái chiêu trò của Việt Cộng người ta không có bị mắc bẫy nữa nhưng mà về cái mặt tuyên truyền về mặt truyền thông đó, thì Hoàng Duy Hùng vẫn có lợi cho Việt Cộng có lợi cho Việt Cộng rất là nhiều tại vì anh vì ông này đã từng đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ mà ngày hôm nay kêu ông ta để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ sau lưng ông dễ gì ông để ông về Việt Nam ông có có vợ rất là trẻ ở tại Việt Nam mà cái chiêu trò của Việt Cộng là chuyên gia dùng gái Để mà gầy bẫy người ta Chuyên gia luôn Nếu bây giờ mà Hoàng Duy Hùng mà lơ tơ mơ Nhiều khi nó tung ra những cái đoạn video clip Hai người ái ân với nhau Gần gũi với nhau, quan hệ với nhau Ở một cái nơi nào đó, khỏa thân Lộ lộ ra làm sao Tụi Việt Cộng là chuyên gia chơi cái trò đó Mà cái trò đó là anh chị biết nó học từ đâu Cái trò đó là học từ quan thầy Tàu Cộng trong lê khả phiêu đồ mấy cái ông mà cán bộ cộng sản ngày trước đó, đi qua bên tàu cộng để mà hội họp đâu bị tụi tàu cộng nó gài bẫy hết trơn nó cho gái tàu phục vụ đồ nó lựa cho những gái đẹp không rồi nó quay nó chụp hình rồi, rồi nó để cho có con nó để cho có ràng buộc nó nắm cái thóp rồi nó nắm cái cán rồi cho nên là bây giờ có con thì phải chịu nó giật một cái là đứng im ru luôn đâu có dám nhúc nhích gì đâu thì tụi Cộng sản Việt Nam Nó cũng dùng cái chiêu trò đó Đối với cộng đồng người Việt tị nạn Những ai mà đi về Việt Nam Nhất là bữa hôm trước Thì Dương nghe chị Tâm Mi Nguyễn nói Một số anh chị em khác nói Trời ơi đi ra nước ngoài Đi vượt biên Đi tị nạn Cộng sản Trốn Cộng sản đi mấy lần mới thành công Vậy mà rốt cuộc ngày hôm nay Cũng đi về Việt Nam ăn chơi trác tán ở trọng Bù khú ở trọng Đâu có vượt qua nổi cái nhu cầu sinh lý của con người đâu người ta là con người mà cho nên việc cộng nó 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 bắt được cái chỗ này Đúng không và đặc biệt nữa là phụ nữ ở tại Việt Nam lại rẻ nữa cái đời sống ở tại Việt Nam vật chất giá cả hàng hóa cao mà lương bổng thì thấp cho nên phụ nữ Việt Nam trở nên rẻ và đối với những người Việt Nam ở nước ngoài thì về ở cái tầng thấp trong cái xã hội mỹ thì về việt nam nó vẫn còn nó vẫn nằm ở một cái tầng rất là cao so với những người đàn ông ở tại việt nam những người công nhân nông dân lao động bình thường cho nên khi đối với lại ở nước ngoài thì những người đàn ông đó không có được nhiều người phụ nữ chọn hoặc là yêu mến yêu thương thì họ về việt nam là ta nói là gái sắp hàng luôn tha hồ mà chọn lựa mà gái trẻ gái đẹp nữa mặt hoa da phấn nữa mông eo ngực đồ đẩy đà nữa Đúng không cho nên tại sao không về mà khi mà về trong đó rồi làm bị mắc bẫy gì cộng hết về trong đó là bị mắc bẫy hết nó cài cho ở nước ngoài thì chấm cộng dữ dằn luôn nhưng mà lỡ mà đi về việt nam một cái rồi nó nắm được cái thóp rồi là nó điều khiển liền nó điều khiển rằng ra nước ngoài phải làm như vậy phải làm như vậy phải làm như vậy không làm là ở trong đây nó giật một cái là đau tim vì cộng nó làm những cái chiêu trò gì hay lắm anh chị. Ngày trước có một cái anh bạn rất là Quý Thùy Dương ở bên Úc Hai anh em nói chuyện thường xuyên lắm. Mà khoảng giai đoạn 2017 bảy cái sau đó cái anh này anh đi về Việt Nam. Anh đi về Việt Nam một thời gian sau cái anh qua bên Úc cái anh im ru luôn. Không còn viết bài, không còn lên mạng nói những cái gì mà liên quan tới cộng sản nữa. Im ru mà anh ta cũng không nói ra cái nguyên nhân anh ta đã bị cộng sản làm cái gì. Chỉ kể rằng là khi mà anh ta về Việt Nam. Nó cho ở trong đó mấy ngày đến khi anh ta đi ra là bắt đầu nó gây khó khăn, nó bắt nó nhốt anh ta bao nhiêu lâu. Nó lấy điện thoại nó điều tra nó nó nó, nó hỏi cung rồi này kia nọ rồi không biết làm cái gì đó. Rồi xong cái anh anh ta qua Úc cái anh ta im luôn. Im luôn. Mình mình đến bây giờ mình không biết rằng là nó đã làm cái gì để cho anh ta đi qua bên Úc, đi về Úc trở lại từ một người chống cộng rất là hăng say không nhưng mà khi anh ta đi về việt nam rồi anh ta qua úc cái anh ta nín thua không biết là về việt nam nó cho ảnh đi chơi đi đến những cái ba vũ trường gái đẹp ăn chơi sung sướng quá rồi anh thay đổi cái quan điểm đến về việt nam nữa hay sao thì dương không biết quý vị mà qua là nín mà khi mà cái đợt đó là anh đi về úc lại là thì dương cũng không có không có liên lạc không có nói chuyện nữa ta thấy anh thay đổi quá nhiều mình cũng không biết sao mà mình đã khuyên là đừng có về việt nam mà về về bên đó rồi mới nó làm cái chiêu trò gì thì thùy dương quay lại cái chuyện của ông hoàng duy hùng này thường thường là thùy dương không có đưa ổng lên không có nói nhiều đâu nhưng mà thực sự ra trong cái hoàn cảnh mà ngọc trinh bị bắt đó anh chị thấy là người việt nam ở trong nước đó, lúc nào cũng có thể bị bị gắn cho những cái thứ tội mà họ thực sự ra họ không đáng để họ bị mắc tội ngọc trinh thì quá là ngây thơ đúng không quá là tin tưởng. Tại Ngọc Trinh nghĩ rằng tôi đâu có đụng chạm gì tới chính trị đâu. Ngọc Trinh chưa từng bao giờ đụng chạm cái gì tới chính trị, chưa hề nói gì tới bác và đảng luôn, chưa hề đụng chạm tới những cái những cái chuyện mà xảy ra trong cái xã hội Việt Nam ngày hôm nay. Ví dụ quan tham nhũng, um, quạnh hẹ, hạt sách rồi là không hề. Cô ta chỉ là qua những cái video bán mỹ phẩm, những cái video đập hộp, những cái video cô ta khoe về xe, về nhà cô ta đi du lịch vậy thôi hoặc là những cái phát ngôn của cô ta còn ngoài ra là hoàn toàn là không có đụng tới chính trị gì hết đó vậy mà ngày hôm nay là cô ta bị bắt mà cái giới mà cô ta quen là cái giới mà cái giới mà ở tầng tầng cao không mà chứ không phải bình thường thì một người là công dân Việt Nam vì tin tưởng đảng cộng sản vì tin tưởng cái nơi mình đang ở cho nên với cái số mà tiền mà cô ta có với cái khối tài sản kết sổ, Ngọc Trinh đã không tìm cách để cô ta đi định cư Ngọc Trinh thừa sức thì định cư mà Phải không quý vị? Ngọc Trinh thừa sức quen những anh chàng Có tiền, có của Ở nước ngoài Thừa sức luôn nhưng mà Ngọc Trinh không đi Cô ta chọn cái cách sống ở tại Việt Nam Thì với cô ta thì ở không ở không đau bằng quê hương cả Nơi đó có cha, có mẹ, có có em có cháu có người thân cho nên là cô ta đã chọn thay vì cô ta đầu tư tiền để cô ta đi nước ngoài định cư thì cô ta chọn ở lại việt nam và cái giá phải trả cho ngọc trinh ngày hôm nay là gì anh chị bị bắt giam 3 tháng mà cái kiểu của việt cộng là thùy dương thấy xong rồi đó việt cộng nó không sau 3 tháng đó thì anh chị đoán coi là việt cộng nó có thả ngọc trinh ra không thì dương chắc chắn một điều là việt cộng nó không thả ngọc trinh ra đâu tại vì nó đã có cái âm mưu là nó muốn chiếm đoạt cái tài sản mà Ngọc Trinh đang có. Cái số tài sản mà Ngọc Trinh đang có cũng nhiều lắm nha quý vị. Một cô gái miền Tây quê hương Trà Vinh. Lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà ngày hôm nay sinh năm 1989 là nhiêu tuổi quý vị? 34 tuổi, phải không? 34 tuổi mà tài sản khổng lồ luôn. Một cái khối tài sản mà nhiều người mơ ước. Vừa đẹp gái vừa sống lành mạnh cô ta thể thao thể dục dữ dằn lắm Đúng không vừa giàu có nổi tiếng nữa mà miền tây miền nam nữa vì cộng đâu có ưa tụi vì cộng nó không ưa cho nên mới bắt cô ta với cái tội là gây rối trật tự công cộng bất cứ ai ở tại việt nam vẫn có thể là nạn nhân với những cái việc làm của mình có ai ngờ được rằng là Ngọc Trinh làm như vậy mà gây rối trật tự nơi công cộng. Không? Có gây ảnh hưởng cho ai không? Không. Có gây tai nạn cho ai không? Không. Một một cái một cái điều luật hết sức tào lao. Một cái lý do hết sức là tào lao là bởi vì Ngọc Trinh làm ảnh hưởng tới cái lối sống của giới trẻ. Rõ ràng ngày hôm nay ở trong trường học đâu có lấy cái tư tưởng đạo đức của Ngọc Trinh ra giáo dục đâu mà ảnh hưởng tới cái lối sống của giới trẻ phải không quý vị ví dụ như cái ông hiệu trưởng ở Lâm Đồng giao cấu với một cái đứa học sinh 15 tuổi Ngọc Trinh nó đâu có làm gì đâu mà để ông này ông phải làm như vậy thì rõ ràng ông hiệu trưởng ông bị ảnh hưởng bởi cái gì anh chị cái tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh chứ nói rằng là cái giới trẻ bị ảnh hưởng bởi ngọc trinh lại chạy buôn xe trời tôi nói thiệt chứ quý vị tôi tức bao nhiêu cái tuổi trẻ ở tại việt nam có đủ tiền để mua chiếc mô tô mà ngọc trinh nó mua mua không nổi đâu mất tiền dữ lắm nếu mà ở tại việt nam mà mô tô nó rẻ thì dương nói thiệt với anh chị thì dương cũng đã chạy mô tô lúc dương còn ở việt nam tại tôi đam mê mô tô nhưng mà lương tháng mười mười mấy triệu làm sao mô tô chạy cho nổi mà trong khi tôi đam mê mô tô Tôi biết nếu mà tôi ở nước ngoài Cái chuyện mà tôi sở hữu mô tô tôi đi Nó không khó Cái chuyện nó bình thường lắm Nó không có gì Tại vì giá mô tô xe hơi ở nước ngoài nó rẻ bèo à Mình đi làm Mình có đi làm toàn thời gian full time là mình sẽ mua được Nhưng mà tại Việt Nam Phải dân đại gia giàu có tiền lắm Mới mua được cái chiếc mô tô mà đi Thì Ở tại Việt Nam là họ sợ Tụi Cộng sản nói là sợ Cái lối sống Buông thả của ngọc trinh nó ảnh hưởng tới cái lối sống của tuổi trẻ tuổi trẻ nó có muốn nó cũng không dám đâu nó không có đủ điều kiện để mà nó mua đâu cho nên dùng cái lý do bắt ngọc trinh bởi vì ngọc trinh gây mất trực tự nó công cộng và ảnh hưởng tới cái lối sống của giới trẻ nếu mà nó ảnh hưởng tới cái lối sống của giới trẻ là phải nói hồ chí minh tuổi việt cộng đang áp đặt tuổi trẻ tại việt nam sống cái lối sống của hồ chí minh mà lối sống của Hồ Chí Minh gì thì mấy cái luật cải cách ruộng đất thì Dương nói rồi. Cho nên khi mà cái người dân sống trong cái chế độ cộng sản anh chị nó muốn bóp lúc nào nó bóp, nó muốn bắt lúc nào nó bắt. Còn Hoàng Duy Hùng này hoặc là mấy cái nhân vật Việt Kiều trở về Việt Nam sống ở trong đó đó thì anh chị thấy rằng là họ đang gì anh chị họ đang xạo. Họ nói Việt Nam là một quốc gia đáng sống ở nước ngoài cực khổ lắm ở việt nam sống sướng hơn cho nên ông này về ông lấy cái lá cờ đỏ để sau lưng rồi các ông hiếu vậy bên mỹ về cũng cũng nói tôi nói mấy mốt co công dò công cẳng mà chạy không kịp nhưng mà hai ông này hơn hơn ngọc trinh là cả hai ông này đều có cái quốc tịch mỹ có passport mỹ Giọt được ngọc trinh không có Mà đáng lẽ tôi mà là Ngọc Trinh là tôi phải tìm đường tôi dọt giống như ca sĩ Thanh Thảo Một số ca sĩ nghệ sĩ khác tìm đường qua bên Mỹ định cư trước đây có cái quốc tịch Mỹ đi tính gì tính Quá ngây thơ luôn, sinh năm 89 Giỏi trong cái vấn đề kiếm tiền mà ngây thơ trước đảng Cộng sản Ngây thơ trước những cái con cáo Quá ngây thơ, tiếp Tôi tiếp cho em và tôi tiếp cho mình <laughs> Thật sự như vậy, tiếp cho Ngọc Trinh quá trời mà nghe có người nói là vi phạm của ngọc trinh đó có thể bị giam tới 7 năm rồi đó coi tôi nói thiệt với anh chị mà bây giờ ở trong tù ngọc trinh nó cũng không không ngờ được nó không ngờ được rằng là mọi chuyện có thể xảy ra với nó như ngày hôm nay và những cái đứa mà sao hạng a tại việt nam qua cái vụ ngọc trinh cũng bật ngửa té ngửa luôn đó bây giờ tự nhiên anh chị những cái công ty mà làm visa để mà cho những người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài. Ăn nên làm ra tại vì cái nhu cầu để mà đầu tư tiền qua những cái quốc gia bên ngoài để định cư anh chị, quá lớn. Bây giờ là có một cái cái gì anh chị cuộc tháo chạy đối với những đại gia tại Việt Nam chạy qua những cái quốc gia khác. Tại vì sao họ hiểu và họ biết được rằng là không sớm thì muộn thì sẽ đến lúc tụi dịch cộng nó sẽ lấy những tài sản của những người đó. Và biết rằng sẽ đến một lúc nào đó Họ chính là nạn nhân tiếp theo Giống như Ngọc Trinh vậy đó Cho nên có rất là nhiều người Tìm cách để mà giúp đỡ Để mà hy vọng là nhận được Cái cái suất để mà đi định cư ở nước ngoài Còn ông Hoàng Duy Hùng á Ông đi về Việt Nam Không phải là Việt Nam phát triển, Việt Nam tốt Luật pháp Việt Nam công bằng đâu, không phải Tại vì Việt Nam Có một số cái lợi chọn về việt nam lấy gái trẻ và cộng sản nó giúp chọn về việt nam mua nhà mua nhà mua cửa tại việt nam đi đi về về đó giống như đối với cái tuổi việt cộng là tôi với ông bây giờ cộng tác đôi bên cùng có lợi mà tôi nói thiệt với anh chị là việt cộng thì không bao giờ mà nó giết cơ hoàng duy hùng hết trơn không bao giờ chẳng qua là gì thấy hoàng duy hùng vẫn còn có giá trị lợi dụng chưa phải là lúc để mà hất cẳng Hoàng Duy Hùng đâu Vẫn còn có giá trị lợi dụng Chưa Cái miếng chanh đó Hoàng Duy Hùng chưa có phải đến lúc mà để tụi Việt cộng nó vứt đi Nó vẫn còn xài được Cho nên Hoàng Duy Hùng á Lại đi đi về về Chứ tôi Thùy Dương nghe nói là ông Nguyễn Cao Kỳ đó, Đến cái lúc mà ông Nguyễn Cao Kỳ Ông bệnh, ông chết Tụi Việt Cộng đâu có cho ông Nguyễn Cao Kỳ về quê đâu Mặc dù là chính Nguyễn Cao Kỳ đã Khi mà còn khỏe mạnh đã từng về Việt Nam Và nói những điều có lợi cho Việt Cộng mà giai đoạn cuối cùng rồi thì ổng bệnh nó đâu có cho ông về nó đâu có cho đưa xác của nguyễn cao kỳ về việt nam đâu chưa chắc về ông hoàng duy hùng này mai mốt cũng vậy cho nên đối với việt cộng hãy những ai còn giá trị lợi dụng thì nó tiếp tục nó khai thác và đến một lúc nào đó nó đã cảm thấy đã phải đến lúc mà nó nó cho lên thớt là nó sẽ cho lên thớt mình không đoán biết trước được có những người vì cái lợi ích cá nhân đó anh chị họ sẵn sàng họ đánh đổi để họ đạt được cái mục đích đó mà Thùy Dương nói Chơi với Việt Cộng là mình chơi với Chơi với giao Nhiều khi cái lời này của Thùy Dương Nói ra từ một đứa sinh năm 85 Từ một đứa chưa Thấy được những cái việc làm của Việt Cộng Mà có thể nói như vậy ô sao mày biết Tao chơi với Cộng sản là chơi với dao Thì có thể là người ta không tin qua những cái việc thì dương làm anh chị thấy bao nhiêu người trẻ mà đi ra nước ngoài mà không gửi tiền về Việt Nam xây nhà xây cửa đa số 10 người là hết 9 người là đi ra nước ngoài là gửi tiền về Việt Nam để mà xây dựng nhà cửa cho nó đẹp tôi là không không cái hình thức bên ngoài nó không nói gì hết trơn thà nghèo mà nó cho nó sạch mình biết được cái bản chất của gia cộng như vậy rồi mình gửi tiền về trong đó làm cái gì Và Thùy Dương chưa bao giờ Thùy Dương nói rằng là Ờ tôi sẽ về già tôi sẽ về Việt Nam tôi sống hết đó. Bao nhiêu người dân Mất đất Mất nhà mất cửa Nó lấy đất của người ta Nó cưỡng đoạt đất đai của người ta Nó bồi thường với cái giá rẻ Thậm chí nó cướp ngang luôn quý vị Nó không bồi thường luôn và những miếng đất nó có giá trị Nó bồi thường nhiều khi nó bồi thường miếng đất của, cho người ta có 100, 200, 300 ngàn thôi Một mét vuông Rồi nó bán cho người khác vài chục triệu một mét vuông Rồi nó kiếm lời trên cái miếng đất đó Thấy tàn nhẫn không? Mình về trong đó mình sống làm gì? Người Việt Nam của chúng ta sống trong cái xã hội đó là dân oan Mình ngày hôm nay mình về trong đó sớm muộn mình cũng sẽ trở thành dân oan thôi Nhiều lắm rồi có rất là nhiều người mang tiền về Việt Nam đầu tư. Vũ 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 mang hết tiền về Việt Nam đầu tư luôn tới chừng chạy chẳng kịp. Có gây khó khăn đủ kiểu đem tiền về Việt Nam thì rất là dễ, mà tới chừng mình muốn bán tài sản đó để mình mang tiền đi, ra ngân hàng làm thủ tục, phải chứng minh cái này, phải có giấy tờ nọ giấy tờ kia phải đem ra phường phải xác nhận, phải có giấy xác nhận của phường, của công an vậy vậy mới chuyển tiền đi được đó là một cái hình thức nó gây khó khăn cho việc mình đem tiền về Việt Nam mà mình mang muốn mang đi nước ngoài rất là khó nhưng mà nhiều người không 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 có kinh nghiệm với với việc cộng cứ nghĩ là mình gửi tiền về Việt Nam thì nó dễ như thế nào thì lúc mà mình đem tiền đi ra nước ngoài nó cũng dễ giống vậy đâu có đúng không vậy anh chị gửi tiền về Việt Nam nó dễ 10 lần thì khi mà anh chị muốn đem cái số tiền đó đi ra nước ngoài nó khó tới một triệu lần Tại cái gì cộng cần là cái gì anh chị Nó cần là cần kiều hối Ở nước ngoài gửi về Chứ nó đâu có ngu dại gì để cho anh chị Mang cái tiền nó đi ra nước ngoài Cho nên nó siết lại Bạn bè của Thùy Dương có những người mà Đã từng đầu tư rất là nhiều tiền về Việt Nam Tới chừng muốn lấy đi lấy không được Khó khăn vô cùng luôn Nó khó khăn nó dễ Nó gây khó dễ rồi mình phải lo lót Mình phải hối lộ phong bì quá trời thì ngày hôm nay Thùy Dương để hai cái tấm hình này Một là ông Hoàng Duy Hùng Là một người Việt Nam Có quốc tịch Mỹ, có passport Mỹ Đi về Việt Nam Mà Việt Cộng nó để cho Thoải mái đi đi và về Bởi vì Hoàng Duy Hùng có một cái giá trị lợi dụng Mà Cộng sản nó muốn mượn Hình ảnh của Hoàng Duy Hùng Để nó dụ dỗ những người Việt Mà thờ ơ với chính trị, không quan tâm tới chính trị đó Đi về Việt Nam đầu tư Anh chị biết rằng ngày hôm, hôm nay chứng khoán của VinFast đó, Nó giảm khủng khiếp Nghe nói nó giảm xuống còn có 5 đô mấy Mà mới lúc ban đầu nó ra là 40 đô và thậm chí có ngày Nó tăng lên 80 đô cho một chứng khoán Mà ngày hôm nay nó có 5 đô 6 đô thôi, nó xuống cỡ vậy Mà tụi VinFast Vẫn ngoan cố anh chị Có một nhóm người đang ở tại Mỹ Mà những người đó là những người giọng miền Nam không Ngày đêm ra rã Ra sức để mà quảng cáo cho xe VinFast đó. Có một lực lượng tiếp tay cho VinFast ở nước ngoài quảng cáo rầm rộ và những người Việt ở trong nước đó yêu nước là yêu xe VinFast họ không nghe những tiếng nói của những người giống như tụi Thùy Dương họ không nghe họ nghe những người kia cả những người Mỹ kia sang trọng hơn không dễ thương dịu dàng hơn họ nói thật hơn đó cho nên sao quý anh chị những người ở trong nước nghe xong là bị mua bị dụ mua xe mua xe giờ kêu trời kêu đất, mà ở trong nước đâu có dám than gì đâu, than nó bắt nó mờ lên, Mệt tiền lắm, không dám kêu than vậy đó. Rồi ở nước ngoài tiếp tục lại dụ dỗ lại lại dụ người ta nữa, người trong nước lại tin tưởng lại mua xe chạy nữa. Rồi bây giờ thì ông 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 ông, ông gì ông hoàng duy hồn này, thì đó giúp cho việc cộng tuyên truyền dụ dỗ những người Việt ở nước ngoài nhẹ dạ cả tin không quan tâm tới chính trị về Việt Nam đầu tư đến khi nào bản thân của họ gặp nạn rồi đó thì lúc này họ mới tin ngộ vậy đó người Việt Nam mình <laughs> không quan tâm tới chính trị lúc nào mà bị mất tiền mất bạc rồi lúc này mới kêu trời chứ bình thường tụi tôi tụ nói không có tin Thùy Dương đâu có đợi là Thùy Dương mất tiền bởi bởi vì cộng là Thùy Dương mới mới lên la làng không ạ à. Thùy Dương không có chờ tới cái, cái lúc đó đâu mình phải hiểu được cái bản chất của cộng sản đó một cái người là giống như Hoàng Di Hùng mà việt cộng nó để cho đi về Việt Nam là bởi vì Hoàng Di Hùng có một cái giá trị lợi dụng nào đó đối với cộng sản cả ở trong nước và ngoài nước về mặt truyền thông tại vì người Việt chống cộng ở nước ngoài nhiều lắm và Hoàng Di Hùng trở về Việt Nam là giúp cho cộng sản rất là nhiều trong cái khâu tuyên truyền giữa chế độ Việt Nam cộng hòa và cộng sản còn còn Ngọc Trinh Ngọc Trinh cũng là công dân Việt Nam vậy thì tại sao Ngọc Trinh không được uh, ưu ái Tại sao Ngọc Trinh bị bắt? Ngọc Trinh nổi tiếng và đẹp như vậy mà Tại sao bây giờ Ngọc Trinh bị bắt? Đó, Ngọc Trinh và Hoàng Di Hùng khác nhau chỗ đó Đến một cái giai đoạn rồi nó thấy rằng Ngọc Trinh không còn cái giá trị gì với nó nữa Và đến lúc là nó phải thịt Ngọc Trinh Là nó đưa Ngọc Trinh lên bàn nó thớt thôi Và cái chuyện mà nó dùng Ngọc Trinh Giai đoạn này đó quý vị Thì mình mình tôi có cộng sản nó mới biết nó đang làm cái gì thôi Nhưng mà thực sự nếu mà tôi không cần quan tâm mà cái chuyện mà nó đưa ngọc trinh ra để nó bắt giam cô ta theo luật hình sự là tôi chống tôi chống tới cùng tôi không phải là tôi chống tôi chống về bởi vì à... nói sao quý vị tôi không phải là bởi vì tôi thấy ngọc trinh đẹp tôi binh hay này ngọc trinh giàu tôi binh bởi vì cái luật đó là cái luật mafia cái luật đó là cái luật cái luật gì anh chị cái luật giang hồ cái luật rừng tôi thấy cái con vật ở trong rừng nó có cái cái quy luật của nó nha chứ không phải nó làm nó nó, nó lộn xạ lộn xộn xà ngầu nó không có luật ở trong rừng nó có cái luật của nó ví dụ như ngày hôm nay hai con vật đánh nhau thì bây giờ nếu như nó đấu nhau đó con ví dụ như hai con con cọp nó cắn nhau nó đấu nhau đi thì cái con nào mà nó yếu hơn nó không mạnh thì nó phải chịu thua thì từ đó trở về sau nó phải chấp nhận để mà nghe nhận cái lệnh của cái con cọp kia còn trong việt nam anh chị thấy không nó rất là quỷ quyệt nó rất là thủ đoạn tôi không phạm tội mà bây giờ bởi vì hả anh giàu bởi vì anh nổi tiếng bởi vì anh cứng đầu ngọc trinh cứng đầu nghe nói rằng là à, phía bên công an việt cộng kêu ngọc trinh gỡ mấy cái video đó xuống mà ngọc trinh không gỡ ghét mày sống trong cái xã hội này mà bộ mày nghĩ mày mày đẹp mày giàu có mày có tiền rồi mày muốn làm gì mày làm hả ví dụ vậy mà thật sự ngọc trinh nó hiểu luật đó tôi đâu có không? làm gì sai đâu những cái video đó tôi quay tôi edit tôi đưa lên mà và bây giờ nếu tôi phạt tôi bị té xe tôi lái xe như vậy không đúng tôi đóng tiền phạt rồi đó đối với việc cộng là gì tao nói mày không nghe thì cái chuyện mà bắt bớ mày là cái chuyện của tao không cần biết rằng là tao đúng hay gì hết á tao đúng hay tao sai nhưng mà mày chống tao là không được đó là cái đòn trả thù của cộng sản Đấy không cho nên là ngày hôm nay thì dương thấy ông hoàng duy hùng này nè với ngọc trinh này nè cả hai đều là người việt nhưng mà cái cách đối xử của cộng sản đối với hai người này khác nhau khác nhau dữ lắm nó nếu mà ngày hôm nay hỏi là dư luận đó người ta sẽ thương ai hơn tôi chắc chắn một điều là người ta sẽ thương ngọc trinh hơn ông hoàng duy hùng này tại hoàng duy hùng này sao anh chị vì tiếp tay cho cộng sản hoàng duy hùng này có kiến thức về chính trị cũng giỏi lắm đó nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay ông ta để cái lá cờ đỏ ở sau vàng ở sau lưng ngay cả bản thân thì dương là một cái người trẻ sinh sau năm 85 sinh sau năm 75 mà Thùy Dương thấy ổng thì Dương còn không tôn trọng được nữa không tôn trọng nổi tại vì thấy bất công xã hội việt nam ngày hôm nay thối nát như vậy phụ nữ việt nam phải làm gái tuổi trẻ lao động việt nam phải ra nước ngoài làm bất hợp pháp đầu cái video thì dương đã cho bà con coi rồi đó là cái người trẻ tại việt nam kêu cứu nó làm hai vợ chồng làm lương tháng cộng lại hai mươi mấy triệu 22 đến 25 triệu mà đẻ một đứa con ra là sống khốn đốn luôn. Vậy không lẽ ông Hoàng Duy Hùng Ông về Việt Nam Ông đi đi về về một năm mấy lần Ông không biết Biết chứ Biết nhưng cố gắng bịch tai lại Để mà khen cái chế độ Cộng sản Khen một cái điều không thật Khen, khen một cái điều mà ông đã từng chống Ông đã từng trong cộng đồng người Việt tị nạn Và đã từng chống Cộng sản Vì cái lợi ích cá nhân Bởi vì ông ta làm sai cái gì đó đối với cộng đồng ở nước ngoài Ông bị tẩy chay không Bây giờ chỉ còn con đường là quay về với Việt Cộng mà chỉ việt cộng nó đúng mà không nói việt cộng nó sai nó vi phạm nhân quyền mẫu ngày hôm nay về ông còn để lá cờ đỏ mà sao vàng đó là cái ý gì trong khi tôi là người trẻ thì dương để cái lá cờ này lên ha để dương để cái lá cờ trong khi tôi dương là người trẻ đó sống trong cái chế độ cộng sản mở mắt ra thấy lá cờ đỏ rồi sao vàng mà ngày hôm nay làm video cái là để cái lá cờ vàng lên để cho bạn trẻ trong nước hiểu ở ừ, miền Nam của mình đó ngày trước 30 tháng 4 là lá cờ vàng mà ông Hoàng Duy Hùng đáng tuổi cha mình đáng tuổi chú mình nó qua Mỹ xong cái giờ ông về không để lá cờ đỏ sao vàng làm sao mình hỏi tôi tôn trọng ông tôn trọng không tôn trọng cái búa chứ tôn trọng gì nói tới đây cái là mang tiếng hỗn nữa hỗn dữ lắm đó cho nên tại sao mà Thùy Dương để hình của Ngọc Trinh với Hoàng Duy Hùng là vậy cũng là người Việt Nam nhưng mà những cái điều mà Hoàng Duy Hùng làm không có để cho Thùy Dương phải nể trọng ổng tí nào hết Rồi Thùy Dương cảm ơn quý vị thật là nhiều nha Cho nên là nếu mà một ngày nào đó mà Một ai đó đã từng ở nước ngoài chống cộng Mà đi về Việt Nam bị diệt cộng nó gây khó khăn Ra nước ngoài nói thiệt cho bà con biết Là diệt cộng nó đã dùng những cái chiêu trò gì Để nó đe dọa mình Mình cứ sợ nó rồi người ta không biết hết. Thật sự ngày hôm nay tôi không hiểu Các anh bạn mà uh, Ở bên Úc đó, đi về Việt Nam Nó làm cái gì mà anh ta im luôn không nói luôn hình như là nhiều người hỏi cũng không nói là vì cộng nó đã làm gì đến ngày hôm nay cũng không biết luôn cái gì nó làm cái gì mà cũng khiếp đến mức độ như vậy tôi cũng không biết luôn rất, rất là tò mò rồi bây giờ à, để từ dương lấy lại cái lá cái cái hình hồi nãy dạ đây rồi ngọc trinh cái fan này xong mà được thả tự do ra chắc hết hồn không mà cũng tội chưa có gì hết mà có người nghi ngờ rồi đó là tù gì cộng nó bắt ngọc trinh rồi mai mốt đây ngọc trinh sẽ xin tị nạn ở nước ngoài rồi nó cài ngọc trinh đi ra nước ngoài <laughs> trời ơi chưa gì hết mà có nhiều người lo xa quá trời lo xa luôn <laughs> khổ dễ sợ <laughs> hả quý vị lo xa quá ngọc trinh nó muốn đi là nó đi từ đời nào rồi nó lấy chồng đi từ đời nào rồi cỡ như ngọc trinh thừa sức tôi có vậy mà tôi còn đi nước ngoài được ngọc trinh nó thừa sức nó đi nó đi từ lâu rồi cho nên thôi đừng có gieo tiếng oan cho nhỏ tội nghiệp lắm nó bắt giam rồi trời ơi à rồi quý anh chị thùy dương xin dừng cái video này lại ở đây nha quý anh chị làm ơn vui lòng nhấn dùm cho thùy dương cái like ông hoàng dương hùng ông coi video này chắc cũng bực mình thùy dương lắm nó còn nhỏ nãy bên na mà nó cứ chỏ mỏm qua nói chuyện của tôi hoài chứ làm sao lớn tuổi rồi hiểu cộng sản hơn tôi chứ tôi là tôi để mà tôi biết cộng sản là tôi đọc sách tôi mò mẫm từ quyển này qua quyển kia còn ông là ông hiểu cộng sản nhưng mà ngày hôm nay vì cái lợi ích riêng tư nào đó ông bị cộng đồng ở nước ngoài là tấn công tẩy chay ông đó mà tụi vì cộng nó giật dây chứ không phải tử tế gì đâu nó giật dây để nó đẩy giống như ngày hôm nay cái câu chuyện của ngu ngô kỹ nó làm riết nó, nó đẩy nó đẩy 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 đẩy, đẩy. mà tụi việt cộng nó giật dây hết nó giật dây để mà nó đẩy người ta đi 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 về phía nó hết trơn à nó không tử tế gì đâu mà đáng lẽ như ông 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 này nè ông phải là chú ông phải là, là, là bác của mình ông chỉ cho mình đằng này ông về cái ông chạy về ông lấy lá cờ đỏ mà sao vàng mà rõ ràng lịch sử chứng minh rằng hồ chí minh không phải là là người tử tế là tốt lành và lịch sử đã chứng minh rằng hồ chí minh là tội đồ của dân tộc bóng về ông để lá cờ đỏ mà sao vàng lên là thấy gì anh chị ông bán rẻ cái lương tâm của ông không đáng một xu nữa phải không quý anh chị có cho rằng thùy dương hỗn không <laughs> quý vị có cho là thì Dương mất dạy không? Thì Dương cũng không biết nói làm sao với mấy thành phần này nữa. Ra đường không biết xương hô làm sao, gọi làm sao cho phải đạo luôn quý vị. Bực mình thiệt tình luôn. Thật là khó xử quá mà. Rồi thì Dương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà lắng nghe theo dõi thì Dương nha. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.